xíu á, thì cái việc đi bộ chúng ta vừa giúp giảm cân vừa tốt cho tim, xương cũng như là cơ bắp. Mà chúng ta phải đi bộ ngắt quãng. Có rất nhiều thính giả cũng đang thắc mắc rằng là cái việc đi bộ ngắt quãng có nghĩa là gì? Vì theo như bác sĩ Nguyên, bác sĩ của đội tuyển bóng đá nam quốc gia và U23 Việt Nam, thì đi bộ ngắt quãng là một hình thức tập luyện kết hợp giữa đi bộ nhanh trong thời gian ngắn, sau đó là thời gian đi bộ với nhịp độ chậm hơn. Chẳng hạn như người tập luyện đi bộ ngắt quãng thực hiện đi bộ nhanh trong 30 giây với tốc độ chạy bộ và sau đó đi bộ chậm trong 30 giây tiếp theo. Đi bộ ngắt quãng chính là phương pháp cải thiện tần suất vận động, tạo bước đệm để người tập chuyển sang chạy bộ. Và đi bộ ngắt quãng thì chúng ta giúp giảm cân như thế nào? Cơ chế hoạt động của nó ra làm sao? Thì thứ nhất là chúng ta đốt cháy năng lượng, đốt thêm cái calo. Nhờ đó thì người tập có thể duy trì mức thâm hụt calo cần thiết mỗi ngày và mỗi tuần trở nên liền mạch hơn, dễ dẫn đến giảm cân. Thứ hai là giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất sau khi tập luyện. Về bản chất thì người tập sẽ giảm cân nhiều hơn vì đốt cháy calo trong quá trình tập luyện. Sau đó quá trình trao đổi chất sẽ tăng lên trong 24 giờ tiếp theo và mang lại hiệu ứng đốt cháy sau. Cơ thể được hoạt động với cường độ cao nên mất giới hạn của cơ thể trong thời gian ngắn. Điều này giúp tăng cường oxy tiêu thụ và năng lượng, giúp cải thiện sức bền và tăng cường sức mạnh cơ bắp. Nếu như muốn kết hợp tập luyện xen kẽ vào chế độ giảm cân thì người tập nên thực hiện từ 4 đến 5 ngày một tuần, bắt đầu với tổng thời gian tập luyện là từ 20 đến 30 phút. Đi bộ khởi động trong khoảng 5 phút, sau đó xen kẽ 30 giây đi bộ rất nhanh, sau đó là 30 giây đi chậm, thực hiện trong 10 lượt. Tiếp theo là đi bộ chậm trong 5 phút để thư giãn, có thể tăng số lần đi bộ khi mức độ thể chất được cải thiện hoặc nếu muốn đốt cháy nhiều calo hơn nữa. Không nên ăn quá nhiều thức ăn vì điều này sẽ làm hỏng kết quả của tập luyện. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta đang lắng nghe VOV Giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay, quý vị có những thông tin cần chia sẻ với chương trình, hoặc là quý vị thính giả chúng ta có những thông tin cần tương tác, chúng ta có những góp ý về cho chương trình, thì quý vị thính giả có thể tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông khu vực phía Nam. Rất cảm ơn những sự hỗ trợ thông tin từ phía tất cả quý vị. Đơn vị sử dụng lao động cho thấy kế hoạch tuyển dụng nhân sự trong 3 năm tới của các đơn vị chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực kinh doanh, quản lý và kỹ thuật, máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, sản xuất chế biến, kiến trúc xây dựng, môi trường, bảo vệ môi trường. Dự kiến nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị sử dụng lao động trong thời gian tới là 79.327 người, tập trung vào các lĩnh vực trên. Phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình VTC, VOV TV, SCTV Thể thao, phát thanh trên VOV1, VOV... đã cháy rồi. Vâng, thế này thì ngày Tết ấy, các cái cửa, kể cả cửa phụ, kể cả cái bếp, thì dân tộc Phúc Béo là phải thắp hương. Vâng, thắp. Thế này, đầu tiên là phải uống đủ nước, phải uống. Có về miền, ôi mà. Toàn áo khoác, mắt kính cả ngay khi chúng ta đi xe hơi ha, tại vì ánh nắng chiếu qua. Sao lại quan niệm như thế á? Là vì đóng tài vào. Vâng, ví dụ như quản lý tài lộc ấy. Nhưng hai trận thắng gần đây và đều là hai trận thắng thuyết phục trước Hà Lan và Pháp, với sự tự tin trở lại, đội tuyển Đức có cơ sở tích cực để cho thấy dấu hiệu khởi sắc. Hay có là mình bắt chước theo. Thật ra đó cũng là một trong những cái mà cần các bậc phụ huynh nhất. Cảnh dưỡng đẳng cấp là dự án nằm cạnh công viên trung tâm rộng 70 hecta và hàng loạt các tiện ích đẳng cấp quốc tế đáp ứng mọi nhu cầu. Sycamore hướng đến các yếu tố sức khỏe và bền vững, hứa hẹn là nơi an cư lý tưởng của những cư dân tương lai. Ra mắt phân khu đầu tiên The Orchard thuộc tổng dự án Sycamore với 368 căn nhà ở thấp tầng khép kín cùng các đặc quyền. Hệ thống 3 lớp kiểm soát an ninh 24/7. Nhà câu lạc bộ Ecanopy với 26 tiện ích đặc quyền cho các cư dân tại đây. Thiết kế đa dạng tận dụng tối đa ánh sáng và lưu thông gió tự nhiên.
Các ngôi nhà đều sở hữu một cây xanh tạo độ phủ bóng 80%, có độ cao thông tầng 7m và 2 chỗ đậu ô tô. Liên hệ 1800 599 986 hoặc truy cập website sycamore.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Đúng là đài của nông dân, radio nó cứ trong như nước mưa.